Kính chào quý khán giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, thế giới tâm linh luôn chứa đựng những điều bí ẩn mà con người không thể khám phá hết. Theo đó, người xưa và các chuyên gia tâm linh cũng đưa ra một số kiêng kỵ nhằm tránh rước họa vào thân, mang lại sự an yên cho cuộc sống. Vậy chúng ta cần phải kiêng kỵ những gì để cuộc sống được an lành, không gặp tai họa rủi ro? Kính mời quý vị cùng đón xem Phú Quý Tài Lộc ngày hôm nay để tìm ra câu trả lời. Những điều kiêng kỵ mà ai cũng dễ gặp phải để tránh rước họa vào thân. Hãy chú ý 11 điều sau đây để tránh rước họa vào thân, cuộc sống an lành, hạnh phúc. 1. Không cãi nhau vào buổi sáng. Một điều nhịn là 9 điều lành, nên tránh cãi nhau vào sáng sớm, trước khi xuất hành hay vào những ngày đầu tháng hoặc đầu năm. Vì cãi nhau được cho là điểm xui xẻo, hung hại, ám vận vào bản thân suốt 30 ngày trong tháng. 2. Đốt vía khi nhận phòng mới. Khi nghỉ tại khách sạn hay nhà nghỉ, người xưa có quan niệm là dùng bật lửa bật lên vài cái, coi như đốt vía, mở toang cửa phòng 1 phút rồi mới bước vào. Làm như vậy chứng tỏ bạn chính là chủ nhân mới của căn phòng, đồng thời xua đuổi tà khí. 3. Lau gối 3 lần sau khi gặp ác mộng. Đừng nghĩ là chuyện đùa, nhưng khi gặp ác mộng, thay vì lau mồ hôi trên trán đầu tiên, bạn phải cầm ngay chiếc gối của mình lên và thổi 3 lần, sau đó dùng tay lau gối 3 lượt, lật gối lại rồi mới ngủ tiếp. Tuyệt đối không kể cơn ác mộng của mình cho người ngoài gia đình biết. 4. Cách chọn nơi ở mới. Khi chọn một căn nhà mới, muốn biết nó có hợp với gia đình mình không, thì khi đi xem nhà, bạn nên đưa một chú chó hoặc một đứa trẻ con đi thăm nhà. Nếu em bé vào nhà nhưng không quấy khóc, đặt xuống sàn vẫn vô tư chơi đùa, hoặc chú chó bạn dẫn theo vô tư quẫy đuôi, không sủa vô cớ, thì bạn có thể an tâm về chỗ ở mới. Còn nếu ngược lại thì bạn nên cân nhắc. Nếu bất đắc dĩ phải chọn nơi đó thì bạn nên cúng kiến thờ phụng phù hợp. 5. Cẩn thận tuyệt đối khi mở cửa nhà sau 3 ngày đi vắng. Khi có việc phải đi khỏi nhà quá 3 ngày mà không nhờ được bất cứ người thân nào đến chăm nom nhà cửa, về tới nhà chớ nên vội vàng mở cửa. Việc đầu tiên cần làm là gõ vào cửa 3 lần liên tiếp, đợi nửa phút sau đó mới chính thức mở cửa vào nhà. Đây được xem là cách trừ khử ám khí đơn giản mà hữu hiệu. 6. Không trả lời khi chưa biết rõ là ai đang gọi. Khi đang ngủ say hoặc đang đi trên đường vào đêm khuya mà đột nhiên nghe thấy tiếng người nào đó gọi mà bạn không chắc là có phải gọi tên mình hay không, hoặc hỏi han bâng quơ, thì tuyệt đối không bao giờ được trả lời. Bạn chỉ nên đáp lại khi nhận ra đó là giọng người thật. 7. Rửa bát ngay sau khi ăn. Sau khi ăn xong, bạn tuyệt đối không được để bát qua đêm mà phải rửa ngay và úp bát cho ráo hết nước, không để nước đọng trong bát. Điều này được coi là vật dẫn các điểm xui rủi vào nhà. 8. Không mang ô dù vào trong nhà. Nếu không cần thiết, đừng bao giờ chọn mua loại ô đen hay trắng để sử dụng. Đặc biệt không bật dù khi ở trong nhà, mà phải xếp gọn gàng và cất vào một góc. Hơn nữa, đừng bao giờ đưa võng không nếu không có người nằm ở trên. 9. Khi thường xuyên gặp ác mộng. Quan niệm tâm linh khuyên rằng nếu ngủ mà hay gặp ác mộng thì bạn nên để một chiếc kéo hay dao nhỏ ở đầu giường ngủ. Như vậy, giấc ngủ của bạn sẽ ngon và sâu hơn. 10. Không hát khi đi đêm. Người ta tin rằng các vong hồn sẽ đi theo tiếng hát của chúng ta nếu chẳng may hợp mệnh. Chính vì thế, người xưa kiêng không bao giờ hát
khi đi một mình trong đêm tối thanh vắng. 11. Không treo nhiều gương trong nhà. Bạn chỉ nên để một chiếc gương trong phòng tắm, hạn chế để trong phòng khách và tuyệt đối không nên để trong phòng ngủ. Đặc biệt là gương chiếu thẳng vào mặt sẽ khiến bạn cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế giới tâm linh thì luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá hết được. Thế nhưng người xưa thường nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cho nên bạn cũng cần lưu ý những kiêng kỵ này để cuộc sống tinh thần luôn vui vẻ, an yên. Bên cạnh đó, 35 điều mà chúng tôi sắp chia sẻ sau đây tưởng như bình thường, vô hại, nhưng bạn cũng nhất thiết phải tránh để không gặp phải những bất trắc trong cuộc sống. 1. Đi đường, nếu gặp tiền lẻ hay những vật dụng cá nhân của người khác, không nên lượm lặt dù là mục đích gì. Thông thường, một số người đang gặp hạn, người ta giải hạn bằng cách vứt bỏ những thứ ấy, xem như vứt bỏ cái xui của họ. Nếu mình nhận lấy thì sẽ lãnh lại cho họ. 2. Nếu đi đám ma, lỡ người quá cố ấy có xinh gái hay đẹp trai thì không được khen, vì nếu khen thì họ sẽ đi theo mình. 3. Người khắc tuổi với người chết trong lúc động quan hoặc hạ huyệt thì không được dòm dù là người thân, vì như vậy sẽ làm người chết khó siêu thoát. 4. Trong nhà có người chết vì treo cổ thì khi lấy tử thi xuống phải lấy sợi dây đó đốt ngay. Đây là câu chuyện có thật. Nếu nhà nào đó có người treo cổ chết nhưng không đốt sợi dây đó đi thì 1 năm sau cũng nhà đó có người chết treo cổ cũng ở ngay vị trí ấy. Chính vì thế đó được coi là sợi dây oan nghiệt. Nếu không đốt đi thì nó vẫn luẩn quẩn quanh nhà đó và cứ mỗi năm thay phiên nhau chết. 5. Rớt đổ xuống sông phải nhặt lên, nếu không là bị mắc đằng dưới. 6. Ban đêm không được đánh son môi, làm mặt rồi đi ngủ, bởi hồn sẽ sợ chạy mất. 7. Sau khi an táng, trong vòng 1 tháng, ban đêm có ai gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời, không được mở cửa, không được thưa gửi gì hết. Thông thường người chết vì quá thương tiếc người thân của mình nên về bắt người thân đi theo. 8. Người nào có tang, tức khăn tang, trong người thì không nên tới nhà những người bạn hay người thân vì sẽ lây cái tang và đem điều không may đến cho họ. 9. Buổi tối không chơi 5-10 hay còn gọi là cút bắt, tức trốn tìm, sau 10 giờ, bởi khi chơi xui xẻo sẽ bị ma giấu. 10. Đi ngủ cũng vậy, cái đầu không được hướng ra đường hoặc ngủ quay đầu vô bàn thờ, bởi có 2 lý do. Một là đầu hướng ra đường, đó là tư thế nằm của người chết. 2 là khi ngủ hồn của ta xuất ra, nếu hướng ra đường thì hồn của ta sẽ đi luôn ra đường. 11. Không phơi đồ ngoài sân vào ban đêm, bởi nếu không các linh hồn lang thang sẽ bị cám dỗ gắn bó với quần áo và ám những người mặc chúng. Hơn nữa dễ bị sương gió ngoài trời thấm vào và gây nên bệnh. Việc giặt và treo nên được thực hiện khi có ánh nắng mặt trời vì chúng rất có lợi. 12. Không mặc đồ trắng quá 12 giờ bởi dễ bị vong theo. 13. Không tặng quà với số lượng 4 vì số 4 có âm thanh như cái chết. Nếu bạn muốn mang quà khi đi thì nên chọn các loại bánh kẹp hoặc sô-cô-la. 14. Không được gõ chén khi ăn, bởi người ta quan niệm rằng khi ăn mà gõ chén sẽ gọi ma đói tới. 15. Không bao giờ được mang những quả lê làm quà khi đến thăm người bệnh trong bệnh viện, vì đây là một biểu tượng liên quan đến sự chia lìa chết chóc. 16. Không chải tóc lúc nửa đêm. Quan niệm của ông bà ta khi chải tóc lúc nửa đêm là chải cho ma xem. 17. Trước khi cúng không được ăn vụng. 18.
chưa ăn không được để đũa trên chén vì giống cúng người khuất mặt. 19. Tránh huýt sáo vào ban đêm. Bạn có thể đi bộ và cảm thấy hạnh phúc. Khi đó bạn có thể bắt đầu một cách vô tư huýt sáo một giai điệu nào đó. Theo những người lớn tuổi, làm như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những linh hồn lang thang, sau đó bám theo bạn về nhà. 20. Không ngủ chung mèo đen, bởi nó sẽ không cho hồn bạn nhập vào xác bạn. 21. Không soi gương chải đầu trên xe, bởi bạn sẽ mang lại sự rắc rối cho nhà xe và tất cả mọi người trên xe. 22. Không lật mình cá. Tài xế, người đi biển, nếu bạn để ý, thì họ ăn cá như sau. Ăn xong một bên mình con cá, thì họ rút xương con cá lên, ăn tiếp, chứ không có lật mình con cá lại. Vì lật mình con cá, theo những người làm tài xế, thủy thủ, sẽ có điểm gở, lật xuồng, lật xe, lật tàu. 23. Không mua bán đinh vào ban đêm. Các bạn cứ thử vào 7 giờ tối tới tiệm tạp hóa mua đinh, đảm bảo chủ quán sẽ không bán. 24. Đi vào nơi có mồ mả không được nói bậy, cho nên thường đi thanh minh hay tảo mộ, người ta kỵ không cho con nít theo, vì con nít nhỏ thường thắc mắc tò mò, đôi khi lại nói bậy. Người lớn cũng vậy, khi vào nơi mồ mả cũng không nên nói bậy. 25. Những ngôi nhà bằng gỗ, khi có máu, cả người hay động vật bám trên thân gỗ thì nên thay đổi hoặc không nên ngủ gần đó. 26. Ai đã lầm lỡ phá bỏ thai nhi con mình thì hãy đặt cho bé cái tên và đem lên chùa gửi. 27. Đừng bao giờ thề thốt hay hứa hẹn với người đã chết rồi không làm. 28. Nếu trước nay chưa cúng cô hồn bao giờ do không có điều kiện thì không cúng luôn, chớ nên cúng rồi lại bỏ. 29. Với các bạn nữ, vào những ngày hành kinh không nên đi đến những nơi thiêng liêng xem bói và không nên qua lại trước bàn thờ. 30. Khi đi sự đám tang về nên hơ người bằng lửa ấm, thay quần áo và hạn chế tiếp xúc với trẻ nhỏ. 31. Đặc biệt với con gái, phụ nữ nên hạn chế để quần áo ngoài trời vào ban đêm, đặc biệt là đồ nhỏ, bởi như vậy dễ mắc duyên âm. 32. Vào ban đêm tránh soi mình dưới mặt nước. 33. Thực hiện làm ăn hay làm những việc mang tính chất đại sự nên xem ngày để tránh nhầm vào ngày tam nương sẽ tan nát bất thành. 34. Có câu chim sa cá lụy, thế nên gặp những con vật trong hoàn cảnh đó không nên chiếm hữu nó và đem về nhà. 35. Cây đa là nơi hội tụ âm khí, ma quỷ rất thích những chỗ như vậy, cho nên kỵ đứng, ngồi, nằm, trốn ở đó. Ngày rằm và ngày mùng 1 hàng tháng là hai ngày quan trọng. Vào ngày này thì người Việt Nam thường thắp hương để cúng tổ tiên, thổ địa, xin sức khỏe và may mắn. Trong ngày này, ông cha ta cũng nhắc nhở về 6 điều cần phải kiêng kỵ sau đây. 1. Kiêng quan hệ nam nữ vào ngày rằm. Theo Tố Nữ Kinh, cuốn sách dạy kỹ năng phòng the nổi tiếng Trung Quốc từ cách đây 2.000 năm, đã nêu khá chi tiết về 6 thời điểm mà các cặp vợ chồng cần kiêng kỵ ân ái. 1. Là các cặp vợ chồng tuyệt đối không được yêu vào ngày đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng âm lịch. Nếu phạm vào điều cấm kỵ này, con cái sinh ra sẽ bị thương tổn, còn nam giới cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu đến tinh khí sau này. Hơn thế nữa, ngày rằm và mùng 1 là lúc mà mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm thẳng trên một đường thẳng. Lúc này, sự tác động của từ trường, của năng lượng vũ trụ trùng chập sẽ tác động rất mạnh vào cơ thể con người và có thể gây ra các ảnh hưởng không tốt. Lúc mưa gió, sấm chớp cũng vậy.
người xưa đã rất nhạy bén nhận thức được điều này và hình thành nên sự kiêng kỵ. Ngày nay, quan niệm này tuy đã không còn nặng nề như xưa, nhưng vẫn âm ỉ tồn tại trong suy nghĩ của không ít người Việt. Trên thực tế, không ít cặp vợ chồng vẫn kiêng khem và đại kỵ chuyện yêu trong những thời khắc nhạy cảm. 2. Kiêng không được cắt tóc. Trong thực tế, một số người vẫn ngại cắt tóc vào sáng mùng 1 âm lịch đầu tháng vì họ sợ nếu cắt tóc thì tài lộc sẽ tiêu hao suốt cả tháng đó. Theo quan điểm tâm linh của người Việt, tóc là bộ phận của con người, không muốn cắt bỏ những gì thuộc về cơ thể trong ngày đầu tháng, bởi cắt là mất, nó có thể cho ta gặp những chuyện không suôn sẻ hoặc hay ốm đau. 3. Kiêng sinh con gái vào ngày rằm. Điều này tuy chưa có khoa học chứng minh nhưng lại vô cùng đúng. Từ nhiều đời nay, dân gian ta vẫn quan niệm trai mồng một, gái ngày rằm, ý muốn chỉ những bé trai sinh ngày mùng một và bé gái sinh ngày rằm thường rất khó nuôi. Do vậy, nếu có thể thì nên tránh sinh con vào những ngày này. Đã có nhiều cách lý giải khác nhau về tục kiêng kỵ này, nhưng không phải lý giải nào cũng thực sự thuyết phục. Dưới góc độ lý học Đông Phương, mỗi người sinh ra đều chịu ảnh hưởng của không gian và thời gian, tượng trưng là các chòm sao. Theo đó, mặt trăng tượng trưng bởi sao Thái Âm mang năng lượng âm. Vì vậy, vào ngày rằm khi trăng tròn, Thái Âm sẽ vượng nhất, năng lượng âm đạt cực đại. Con gái sinh vào ngày này sẽ là cực âm, thành ra cá tính khó dạy dỗ. 4. Kiêng đi thăm phụ nữ đẻ. Đầu tháng mà đi thăm gái đẻ là rông sinh dữ từ lành. Các cụ vẫn kiêng thế. Đối với người làm ăn lớn, buôn bán, mọi người cho rằng họ đi thăm bà đẻ thì vận may trong công việc làm ăn của họ sẽ nhanh chóng đến, nên thường họ chờ cho đứa bé đầy tháng mới đến thăm. Đối với người bình thường cũng cho rằng đi thăm bà đẻ khi họ sinh con được đầy tháng thì mới không bị xui. Đối với những người có bầu, các cụ cho rằng nếu bà bầu đi thăm bà đẻ thì con sẽ ganh nhau, tức em bé của bà đẻ và em bé trong bụng của bà bầu. Rồi đến lúc bà bầu đẻ con ra, nó sẽ bị đẹn. Đối với các tài xế lái xe, rất kiêng kỵ đi thăm gái đẻ, bởi họ quan niệm sẽ gặp nhiều vận hạn xui rủi, làm ăn thất bát. Thực ra, dân gian kiêng đi thăm gái đẻ trong vòng một tháng đầu không hoàn toàn là do mê tín. Trong vòng tháng đầu, cả mẹ lẫn bé đều đang rất bấy bớt, mệt mỏi, cần ngủ nhiều, cần được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm nhiều, ồn á, bụi bặm sẽ nhiễm vào mẹ và bé. Ngay cả nếu như khách bị cảm cúm, bệnh tật sẽ càng nguy hiểm hơn. 5. Kiêng câu cá ngày trăng tròn. Theo quan niệm tâm linh của người Việt, hành động câu cá vào ngày rằm sẽ mang lại cho người đó vận hạn đen đủi. Chính vì điều này, vào ngày rằm người ta thường không đi câu cá. Mọi người nên lưu ý kẻo lại rước tai họa vào nhà nhé. 6. Kiêng vay mượn tiền, xuất tiền của. Vào ngày đầu tháng, mọi người thường kiêng xuất tiền của vì sợ bị xông cả tháng. Tương tự như vậy, dân gian kiêng đi vay mượn, đi trả nợ. Không phải tự nhiên mà có được những lý thuyết này. Dù cho đó là những điều mang ý nghĩa trừu tượng, phi vật thể, song chúng vẫn đều có nguồn gốc hình thành, thuyết phục chúng ta bằng những lý lẽ, minh chứng chặt chẽ và khoa học. Do đó, hãy luôn tâm niệm rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành để cuộc sống của chúng ta được thuận buồm xuôi gió, an lành và nhiều tài lộc. Đến đây thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Mọi thắc mắc và những ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video này nhé. Và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.